Cô gái đun chuối lấy nước uống trước khi đi ngủ. Kết quả cô nhận được khiến mọi người phải sốc. Mình là nữ 27 tuổi. Hôm nay Bông Trang viết bài chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh mất ngủ 4 năm của mình. Hy vọng có thể giúp ích nhiều cho mọi người, nhất là các bệnh nhân bị mất ngủ như mình. Ngày xưa mình học đại học, mình bị rối loạn giấc ngủ, ngủ nhiều lắm, lúc nào cũng buồn ngủ cả. Vào lớp hay về nhà, mắt cứ nhíu lại, chỉ ước được đi ngủ. Mà ngủ rồi là mơ lung tung, ngủ dậy lúc nào cũng nhức đầu, người cứ lờ đờ, nhưng không ngủ thì không chịu nổi. Rồi tình cờ đọc bài báo về vấn đề rối loạn giấc ngủ, thấy giống mình quá nên đi khám. Lúc đó là đầu năm 2012, khám rồi uống thuốc xét nghiệm tùm lum đi một khối tiền. Kết quả sau bao lần khám đi khám lại là có thuốc sẽ ngủ được, không thuốc khỏi ngủ luôn, thức tới sáng luôn. Thế là bắt đầu quá trình bị mất ngủ từ đây. Mình sợ quá nên ngừng khám với uống bên đó. Tất nhiên vài bữa sau không có thuốc thì đêm nào cũng thức tới sáng. Người ta khó ngủ còn đỡ, mình là mất ngủ 100% luôn. Người cứ như chết rồi ý. Rồi mua mimosa, rutidin, gừng, mật ong, chè sen, tâm sen. Ai chỉ gì hay đọc thấy gì uống hết. Rồi đi tập yoga nữa. Nhưng mỗi tối chắc ngủ được khoảng 2-3 tiếng. Thời gian đó cứ như ác mộng các bác ạ. May là vừa tốt nghiệp đại học nên đỡ, nếu không chắc tiêu quá. Mẹ mình đọc được bài viết chữa mất ngủ bằng chuối xanh, mẹ mình làm cho mình uống ngay, không ngờ khỏi luôn các chị ạ. Việc thực hiện chỉ mất 10 phút và bạn sẽ chấm dứt tình trạng mất ngủ ngay sau đêm đầu tiên thực hiện. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị: một quả chuối xanh, một ly nước chừng 250ml, một thanh quế, tùy thích có thể có hoặc không. Bạn có thể mua thanh quế ở các nhà thuốc đông y. Thực hiện: việc mà bạn cần phải thực hiện chỉ là cắt hai đầu quả chuối, rồi đặt chúng vào một cái nồi, đổ nước vào nồi và đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đó, bạn có thể cho quế vào ngâm chừng 10 phút nữa, nếu bạn muốn và thích mùi vị của quế. Sau cùng, chắc lọc lấy phần nước và uống trước khi đi ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ. Cốc trà chuối xanh này sẽ có tác dụng làm dịu những điều bất thường trong não và cơ bắp của bạn, giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Kết thúc căn bệnh mất ngủ thật đơn giản đúng không nào? Hãy thực hiện ngay hôm nay để thức dậy vào sáng mai với cơ thể tràn đầy năng lượng. Chúc bạn thành công! Chuối là loại quả đặc biệt, nó rất giàu kali và magie. Magie giúp ngăn ngừa tình trạng rối loạn giấc ngủ. Magie và kali kết hợp giúp thư giãn cơ bắp tốt hơn. Trong thực tế, magie là một trong những khoáng chất tốt nhất để thư giãn toàn bộ cơ thể. Bạn hãy chọn một quả chuối xanh hữu cơ, sạch và thực hiện đun chuối lấy nước uống. Mất ngủ sẽ gây ra hàng loạt căn bệnh nguy hiểm này nè. Bệnh tim mạch. Mất ngủ là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh về tim mạch. Bởi khi đó, hệ thần kinh giao cảm hoạt động nhiều hơn, mạch máu co lại, huyết áp tăng, tạo áp lực thêm cho trái tim. Hơn nữa, khi ngủ ít, cơ thể cần nhiều insulin hơn để duy trì mức độ đường huyết bình thường. Do đó, có tác động xấu tới mạch máu và tim. Ung thư. Một nghiên cứu vào năm 2010 đã chứng minh rằng thiếu ngủ làm tăng nguy cơ vú có thể tấn công nếu bạn ngủ chưa đầy 6 giờ trên một ngày. Vì vậy, nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ thì hãy tìm cách cải thiện tình hình để giảm nguy cơ mắc các dạng. Tiểu đường. Một nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên quan giữa mất ngủ và kháng insulin, một yếu tố nguy cơ gây tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy những người tham gia ngủ ít có nguy cơ kháng insulin cao hơn và dẫn tới tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường. Loãng xương. Về lâu dài, mất ngủ cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương. Theo một nghiên cứu năm 2012, mật độ khoáng trong xương sẽ giảm đáng kể ở người có chất lượng giấc ngủ kém. Ngoài việc gây tổn hại cho xương, thiếu ngủ còn khiến cơ thể không thể phục hồi những tổn thương này trước khi có tuổi. Nguy hiểm quá,
Các chị đừng bao giờ để mình mắc ngủ nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mười ba công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lá chanh. Lá chanh từ lâu đã được biết đến như một loại gia vị trong các món ăn, nhưng chắc ít ai biết rằng trong đông y, lá chanh là một vị thuốc tuyệt vời giúp đẩy lùi được 13 loại bệnh thường gặp sau. 1. Trị sốt rắt dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml. Lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. 2. Chữa ho gà. Lá chanh tươi sắc với vài lá gừng, thêm đường đủ ngọt, uống dần. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu. Tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng. Rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lát, sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Bón, chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá sông với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ sông, bạn hãy sử dụng cách uống như sau. Lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắc còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. 5. Thanh nhiệt, mát gan. Không nhiều người biết lá chanh có tác dụng mát gan. Để có bài thuốc này, cần 12g lá chanh khô, 12g lá gai khô, 32g lá cối xay. Sắc hỗn hợp này từ 3 bát nước xuống còn 1 bát nước, uống ngày 2 bữa, sáng và tối sau khi ăn, uống liên tục trong 2 tuần sẽ nhận được kết quả. 6. Chữa cảm, sốt không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết ra mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này, cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Hoặc muốn tăng hiệu quả, ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lượng bằng nhau sắc uống trong ngày. 7. Chữa ho do lạnh. Lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, tất cả rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước còn 100ml. Khi uống cho thêm ít đường, ngày uống 2-3 lần, dùng trong 3-5 ngày. 8. Điều trị bệnh hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả sao vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, uống ngày 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm đau sưng do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá gai tầm sông 8g, tinh tre 10g, phơi khô 8 bột, rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt, rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày làm 2 lần. Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. 10. Làm mượt tóc. Lá chanh, lá bưởi, hương nhu, các vị đều tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch nấu nước để ấm gội đầu, từng gội một lần. 11. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. 12. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay, yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút, sau 3-5 ngày, làm răng chắc hơn. 13. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong vòng 20 phút, để đẩy tinh chất hấp sau vào da, để nám làm da trắng mịn. Để trị nám, làm da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa,
chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xong khoảng 15 đến 20 phút, thực hiện 3 lần trên tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bà bán hàng đưa cho hai quả bơ giống hệt nhau, nhưng biết chiêu, cô vợ vẫn chọn đúng quả ngon. 7 loại trái cây này hay bị các bà nội trợ chọn sai vì dựa vào màu sắc bề ngoài. Rất nhiều người chọn trái cây có hình thức bề ngoài đẹp mắt, về nhà mới phát hiện ra hạt nó quá chín hoặc vẫn còn xanh. Dưới đây là mẹo chọn trái cây ngon nhất của các chuyên gia để chị em nội trợ đi chợ, dù người bán hàng có đưa ra hai quả giống hệt vẫn có thể chọn đúng trong tích tắc. Cách chọn mua lựu. Cách lớp vỏ quả lựu ngon sẽ có màu đỏ đến đỏ đậm và không có những đốm sầm. Quả lựu đã chín luôn nặng tay hơn quả chưa chín. Vì vậy, với hai quả có kích cỡ giống hệt nhau, hãy chọn quả nặng hơn. Nếu bóp vào trái lựu thấy quá mềm tay, thậm chí bị lõm xuống và không đàn hồi trở lại, đây là dấu hiệu lựu bị đông lạnh. Nếm lựu không có màu xanh. Cách chọn mua dứa. Không nên chọn quả dứa quá thơm vì nó là dấu hiệu của trái cây đang chín nẫu. Nếu bạn bấm vào một quả dứa và có vết móng tay thì đó là quả quá chín. Dứa vỏ xanh không hẳn là quả chưa chín mà chỉ là một loại dứa có màu sắc như vậy. Khi chọn dứa, quan trọng nhất là chú ý đến sự đồng đều trên màu sắc vỏ và các đốm sậm màu. Quả dứa chín hoàn hảo sẽ có phần lá màu xanh lá cây sậm và hơi héo ở đầu. Lá xanh tươi là do quả bị cắt quá sớm. Cách chọn mua bơ. Một trái bơ chín có thể có vỏ màu nâu hoặc xanh lá cây tùy thuộc vào giống. Do đó, khi người bán hàng đưa cho hai trái bơ cùng màu xanh, việc chọn bơ chín lúc này không phải dựa vào màu vỏ mà sẽ có cách khác. Bạn nên lắc quả bơ bởi hai quả bơ cùng màu xanh, nhưng quả bơ nào chín thì phần hộp bên trong sẽ tách ra và kêu lột cột. Ngoài ra, ấn nhẹ vào quả bơ. Nếu nó hơi lộn xuống và nhanh chóng hồi lại thì là quả bơ đã chín. Nếu không hồi thì nó đã quá chín. Cách chọn mua xoài. Xoài có thể màu vàng, xanh lá cây hoặc đỏ, tùy thuộc vào giống của chúng. Ở một số giống, bạn thậm chí không thể nói được quả chín hay chưa, chỉ bằng màu sắc. Cách để chọn xoài chín là sự xuất hiện của các đốm sậm màu trên vỏ. Nếu có một vài đốm sậm thì quả đã vào độ ngon ngọt nhất. Nếu bóp quả xoài cứng tay thì chúng chưa chín. Quả xoài chín nên mềm nhưng không nên quá mềm. Nếu chúng có thể bị bóp lỗm bằng ngón tay thì là do quá chín. Quả xoài chín có mùi thơm ngọt. Cách chọn mua bưởi. Vỏ bưởi có thể có màu vàng, xanh hoặc cam. Màu sắc không đều cho thấy hóa chất đã được sử dụng trong quá trình tăng trưởng, nhưng không nói gì về độ chín. Quả bưởi cứng và nặng tay sẽ có nhiều nước. Cách chọn mua đu đủ. Dấu hiệu chính của đu đủ chín là vỏ chuyển màu vàng hoặc cam. Màu vỏ còn xanh là đu đủ chưa chín. Các trái cây chín mọng nhất có màu vỏ đồng đều. Nhưng chú ý, nếu vỏ đã chuyển màu mà bóp vẫn thấy cứng tay thì đu đủ chưa chín mùi. Những đốm sập màu sẽ không ảnh hưởng đến hương vị của đu đủ, nhưng những đốm quá lớn thì có. Cách chọn mua chanh leo. Chanh leo chín có vỏ nhăn. Chanh leo để được khá lâu nên bạn có thể thoải mái lựa chọn thời điểm khui vỏ. Quả chín sẽ có màu nâu tím hoặc vàng. Chanh leo vỏ xanh rất chua vì chưa chín. Một trái chanh leo ngon nên nặng khoảng 50g và có đường kính 8cm. Cách chọn mua lê. Quả lê chín màu vàng và không có những mảnh vỏ xanh. Quả chín ngọt sờ hơi mềm tay và có mùi thơm. Nếu phần vỏ bị chuyển màu với những đốm đen, chúng sẽ hỏng rất nhanh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Chanh dây, nguy hiểm chết người khi bạn còn ăn theo cách này. Chanh dây rất được ưa thích, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn bởi những lợi ích tốt cho sức khỏe. Nhưng bạn cũng cần biết rằng nếu dùng chanh dây sai cách sẽ dẫn đến chết người. Xuất hiện ở nước ta vào khoảng đầu thế kỷ 20, có nguồn gốc từ Brazil. Chanh dây là một loại trái cây vừa có công dụng giải khát cực tốt, vừa chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm các loại axit amin như arginine, glycine, leucine, proline, tyrosine, threonine, valine và chất béo, chất xơ, protein, canxi, phosphor, sắt, carotin, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Đặc biệt, chanh dây hay còn có tên gọi khác là chanh leo, dùng rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, nữ giới thường bị đau bụng kinh và phụ nữ mang thai giai đoạn đầu. Đồng thời, như đã biết, chanh dây là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin A vô cùng dồi dào với các công dụng như chống oxy hóa mạnh mẽ, ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư, ngăn ngừa nhiễm trùng, chữa thiếu máu, cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch, duy trì khả năng của hệ thống miễn dịch, điều trị các vấn đề tiêu hóa và những bệnh liên quan đến dạ dày, đẩy lùi căn bệnh táo bón, giảm các triệu chứng viêm xương khớp, giúp từ giãn và làm giảm bệnh mất ngủ, thúc đẩy sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn đầu thai kỳ. Ngoài ra, tinh dầu chiết xuất từ hạt chanh dây còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả, giúp làn da sáng hơn, không còn bóng nhờn, cân bằng độ ẩm, trị mụn và chống viêm da. Để chanh dây không gây ra tác dụng phụ nào, liều dùng an toàn cho sức khỏe của bạn là 1-2 quả chanh dây mỗi ngày và pha chế thành 1-2 ly. Xin nhắc bạn một số tác hại nghiêm trọng khi dùng chanh dây quá nhiều. Uống nước chanh dây quá nhiều và liên tục sẽ khiến bạn mệt mỏi, chóng mặt hay thậm chí là ngất xỉu. Nuốt một số lượng lớn hạt chanh dây cùng lúc và thường xuyên sẽ khiến hệ tiêu hóa của bạn không xử trí kịp. Về lý thuyết, sẽ dẫn đến bệnh viêm ruột thừa, hoặc viêm túi thừa, ruột già, và nếu không phát hiện kịp thời thì cực kỳ nguy hiểm. Dùng chanh dây khi đang sử dụng thức an thần hoặc thuốc kháng sinh có chứa chất histamin E sẽ làm tăng mức độ buồn ngủ, rất nguy hiểm nếu bạn đang phải di chuyển trên đường. Nếu để chanh dây tương tác với thuốc chống đông có trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu, dễ dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Đối với cơ địa nhạy cảm, chanh dây có thể gây ra những hiện tượng dị ứng trên da như nổi mề đay, phù mạch máu, khó thở và lên cơn hen suyễn. Tuyệt đối không để người bị loét dạ dày dùng chanh dây, vì loại trái cây này chứa nhiều axit hữu cơ và khiến nguy cơ xuất hiện sỏi thận tăng lên. Không nên để phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú uống chanh dây với số lượng nhiều để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Chắc chắn bạn phải đến gặp bác sĩ ngay nếu thấy cơ thể có một trong các triệu chứng trên sau khi dùng chanh dây. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa bệnh mất ngủ hiệu quả đáng ngạc nhiên chỉ bằng một quả chuối. Bệnh mất ngủ thường hành hạ bạn vào mỗi đêm. Video sau sẽ bật mí cho bạn cách chữa bệnh mất ngủ bằng chuối vừa đơn giản vừa hiệu quả. Vì thường xuyên mất ngủ vào buổi tối khiến bạn mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất. Với cách chữa bệnh mất ngủ bằng chuối, chỉ cần một trái chuối mỗi ngày, bạn đã có một bài thuốc chữa mất ngủ từ tự nhiên, rất an toàn và không gây các tác dụng phụ cho cơ thể. Cách chữa bệnh mất ngủ bằng chuối. Trong chuối có rất nhiều kali và magie, đặc biệt chứa rất nhiều trong vỏ quả chuối. Hai chất này đều rất tốt cho việc thư giãn hệ thần kinh và cơ bắp. Trong đó, magie sẽ giúp cơ bắp được thả lỏng và ngăn chặn tình trạng bị chuột rút. Kali có nhiều trong quả chuối sẽ giúp cơ thể cảm thấy thư giãn, từ đó giúp bạn ngủ sâu vào ban đêm. Nếu bạn sợ vỏ chuối có chứa thuốc trừ sâu, có thể làm sạch vỏ chuối bằng cách rửa nước hoặc ngâm trong dung dịch giấm và nước, hoặc nước muối với chanh. Cách thực hiện: cắt hai đầu quả chuối bỏ đi vì chúng chứa nhiều mủ. Bỏ vào nồi và đun sôi với nước trong khoảng 10 phút. Lấy phần nước đã được đun sôi với chuối để uống.
Chỉ đơn giản bằng cách đun sôi một trái chuối và uống mỗi ngày sẽ giúp bạn thoát khỏi cơn mất ngủ, lấy lại giấc ngủ ngon, cho bạn dễ đi vào mộng đẹp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cứ tưởng ăn mít nóng khó tiêu, ai dè sốc khi phát hiện ra công dụng chữa xấu bệnh tuyệt vời này. Tôi ăn mít thay cơm như vậy trong 2 ngày liền, nhưng tuyệt nhiên không thấy bị nóng, bị ngứa, bị đổi mụn nhọt hay khó tiêu gì cả. Đây là chia sẻ của độc giả Hoàng Hải Yến, 35 tuổi ở Bắc Ninh, về món mít ưa thích đang vào mùa. Chị đem điều này hỏi bác sĩ dinh dưỡng thì được biết, mít chỉ nóng đối với những ai có cơ địa thường xuyên bị mụn nhọt, chóp lẹo, chỉ khó tiêu với người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu kém. Còn lại, với người có thể trạng bình thường thì ăn mít vô tư, bởi mít là loại trái cây giàu năng lượng và rất tốt cho tiêu hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít là loại trái cây có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A, vitamin C, cùng những khoáng chất như sắt, magie, đồng, kali và chất xơ và nhiều chất chống ung thư. Do vậy, ăn mít rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người đã có quan niệm sai lầm về loại quả bổ dưỡng tuyệt vời này. Những quan niệm sai lầm về việc ăn mít. Ăn mít khó tiêu, không đúng. Vì mít rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề đầy bụng, khó tiêu. Nó làm giảm nhiệt và kích thích hoạt động của dạ dày, cải thiện dòng chảy của dịch tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Trong mít có chứa rất nhiều vitamin C và chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Chất xơ có trong quả mít được tiêu hóa rất nhanh, cho phép điều chỉnh hoạt động tiêu hóa của ruột. Nó giúp thúc đẩy quá trình loại bỏ chất thải từ thức ăn ra khỏi cơ thể chúng ta. Vì chất lượng chất xơ cao, mít là loại trái cây tuyệt vời có thể giúp bạn giảm thiểu và phòng ngừa bệnh táo bón. Ăn mít sẽ khiến bị tăng cân, không đúng. Ngược lại, ăn mít còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Quả mít rất giàu vitamin C, chất xơ, kết hợp với protein làm cho chất béo bị đốt cháy hiệu quả và làm giảm trọng lượng cho cơ thể. Bản thân mít không có chất béo, có chứa rất nhiều chất xơ, cho nên sau khi ăn sẽ chiếm rất nhiều không gian dạ dày, làm cho ta dễ có cảm giác no. Theo đó, khống chế được lượng ăn vào, tránh được tình trạng béo phì do ăn uống nhiều. Mít sẽ làm bạn tăng cân chỉ khi bạn ăn quá nhiều. Nếu ăn với liều lượng hợp lý, mít hoàn toàn có thể giúp bạn giảm cân và tốt cho sức khỏe. Ăn mít nhiều gây nóng, sinh ra ngứa ngáy, chốc lỡ, mụn nhọt, không đúng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bất cứ loại quả chín nào cũng là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng quan trọng trong chế độ ăn của mỗi người. Vì ăn trực tiếp, không qua nấu nướng, nên quả chín giữ nguyên được hàm lượng vitamin và khoáng chất. Trong muối mít chứa nguồn vitamin C, vitamin A dồi dào, giúp cơ thể tăng sức đề kháng rất tốt, giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa một cách mạnh mẽ. Nhờ những tác dụng như vậy, nên ăn mít không những không gây mụn nhọt, chốc lỡ, mà ngược lại giúp duy trì đủ độ ẩm của làn da, bảo vệ da khỏi bị khô, bệnh vảy nến, mụn trứng cá và nếp nhăn. Tuy nhiên, chỉ có những người hay bị cơ địa mọc mụn nhọt, rôm sảy hay bị chắp lẹ mắt không nên ăn nhiều. Nguyên nhân là bởi hàm lượng đường cao trong quả chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lỡ. Những lợi ích tuyệt vời khác của quả mít: chống lại bệnh ung thư. Mít rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, kali, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong quả mít được gọi là linan và saponin có hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh liên quan đến thoái hóa. Ổn định huyết áp cao. Kali là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng cho những hoạt động của hệ thần kinh, có tác dụng làm giảm mức huyết áp. Trong quả mít chứa hàm lượng kali cao, với những người bị tăng huyết áp, quả mít có tác dụng tăng cường khả năng giải độc của gan, xúc tiến quá trình chuyển hóa cholesterol và dự phòng xơ vữa động mạch. Ăn mít thường xuyên là cách để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.
giúp xương chắc khỏe. Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng các thành phần trong mít góp phần làm cho xương chắc khỏe. Trong mít chứa rất nhiều magie, một chất dinh dưỡng quan trọng cho việc hấp thụ canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như viêm khớp, loãng xương, ngăn ngừa thiếu máu. Mít được biết đến với tác dụng tăng cường máu, rất tốt vì nó giàu chất sắt. Ngoài ra, quả mít cũng chứa nhiều các dưỡng chất như kali, natri, vitamin C và vitamin A, nên nó có thể làm tăng sự hấp thu và nồng độ oxy trong máu, giảm nguy cơ thiếu máu hiệu quả. Bên cạnh đó, mít còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động bình thường của các tế bào hồng cầu trong cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim. Cũng giống như hầu hết các loại trái cây và rau củ khác, mít cũng là loại trái cây thân thiện đối với tim mạch vì lượng vitamin B6 cao trong mít có thể làm giảm homocysteine trong máu, yếu tố gây nên bệnh xơ cứng động mạch, phòng ngừa chứng quáng gà. Mít chứa lượng vitamin A bằng lượng vitamin A của khoảng 1/4 ly cà rốt, nên loại trái cây này có khả năng phòng ngừa các bệnh về mắt như chứng quáng gà, giữ tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Đồng là khoáng chất giữ vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất cho cơ thể, đặc biệt là sự sản sinh và hấp thụ hormone. Ngoài ra, nó còn giúp cho tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Mít là nguồn thực phẩm tập hợp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, trong đó có khoáng chất đồng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bé bị suy thận nặng vì sai lầm hầu như 90% mẹ Việt mắc phải. Chứng kiến cảnh con nằm trên giường với chiếc bụng to vượt mặt, ai cũng cảm thấy thương xót cho số phận của cậu bé đáng thương. Năm ngoái, Kobe, con bạo thân mình, được đưa đi bệnh viện Nhi Đồng 2 khám khi thấy con có những dấu hiệu bất thường như tay chân phù nề. Đặc biệt là chiếc bụng của con ngày càng phình to, đến nỗi nhìn nghiêng như một người đang có bầu. Bác sĩ chẩn đoán con bị suy thận nặng và cần phải chạy thận gấp. Bạn mình kể, cũng do dại dột, từ nhỏ khi bước vào giai đoạn ăn dặm, cô Bin không chịu ăn. Mẹ chồng bạn bảo, nấu lạt lẽo thế, sao thằng bé ăn được? Thế là bà bắt chị nêm nếm, cho thêm muối và gia vị vào, cho thằng nhỏ ăn như người lớn. Trộm vía, thằng nhỏ ăn thấy thương ghê, lại còn tăng cân thêm nữa. Thấy vậy, chị tiếp tục cho con ăn theo cách nấu nướng như người lớn. Đến khi con lớn một chút, ăn được cơm, bạn cho con ăn cùng thức ăn với cả nhà luôn. Bạn mình đi làm suốt, giao cô Bin cho bà nội chăm. Bà chiều cháu lắm, con thích ăn món gì, bà cho ăn tất. Ngày nào cũng snack, xúc xích, uống nước ngọt có ga nữa. Dù không bằng lòng, nhưng bạn không dám cãi lại, vì ở nhà chồng không được quyền can thiệp cách nuôi dạy con. Đã nhiều lần, bạn tâm sự rất muốn dọn ra ngoài ở riêng để có cách dạy con theo ý mình. Nhưng mỗi lần đề cập, chồng và mẹ chồng lại giãi nảy. Gia đình tùm lum chuyện hết, nên bạn đành gác ý định này lại. Năm ngoái, Kobe có những biểu hiện bất thường như tay chân phù nề, bụng ngày càng to kinh khủng. Bạn đưa đi khám mới biết con bị suy thận nặng. Hai tin, bạn muốn ngã quỵ, nhưng vì con nên bạn buộc phải mạnh mẽ vượt qua. Giờ cô Bin đã chạy thận gần một năm, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, gia sản đủ kiểu. Vợ chồng là bao nhiêu, gồm cho con chạy thận hết. Hôm trước, bạn nói với mình, bạn muốn chia sẻ câu chuyện này cho mọi người biết, để đừng mắc sai lầm giống bạn. Con đau bệnh, mẹ cũng chẳng sung sướng gì, thậm chí còn đau gấp trăm ngàn lần. Nhìn con như vậy, bạn chỉ muốn chết cho xong. Vậy những ai đang có con nhỏ, hãy nhớ, đừng bao giờ cho con ăn mặn nhất là giai đoạn ăn dặm. Tuyệt đối hạn chế cho con ăn những món như snack, xúc xích, cơm chiên, tôm chiên, gà rán, vì đó cũng là một trong những nguyên nhân gây suy thận. Theo các bác sĩ chuyên khoa, người lớn có thói quen ăn bao nhiêu đều nêm cho trẻ em ăn bấy nhiêu. Thậm chí nhiều người thường nêm quá tay khi chế biến thức ăn cho trẻ. Điều này về lâu dài sẽ khiến cơ thể của trẻ phải nạp vào một lượng muối quá lớn, trong khi thận còn yếu, chức năng chưa hoàn thiện, dẫn đến tích nước, ứ lại và gây suy viêm. Khi muối quá nhiều trong cơ thể không chỉ gây ra gánh nặng cho thận, mà còn ảnh hưởng lớn đến nhịp đập của tim, khiến cho trẻ không thể phát triển bình thường khỏe mạnh. Hơn nữa, khi ăn nhiều muối sẽ làm cho trẻ luôn luôn bị khát.
bé phải tiết nước bọt nhiều, dẫn đến suy giảm số lượng lysozyme tự nhiên trong miệng. Chức năng chính của lysozyme là diệt khuẩn, khi bị thiếu cũng đồng thời làm khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong miệng, hạn chế chức năng bảo vệ cơ thể, chống virus, làm suy yếu sức đề kháng của bé dẫn đến phát bệnh. Một trong những tác hại của việc ăn nhiều muối là làm thay đổi vĩnh viễn khẩu vị của trẻ, khiến cho trẻ mắc thói quen ăn mặn, lâu dài cũng sẽ sinh ra các bệnh về thận. Trẻ sẽ mất cảm giác và cảm nhận hương vị, ăn không ngon, chức năng khẩu vị mất đi sự nhạy cảm. Theo ý kiến của bác sĩ, nếu cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng ăn muối, thì hàm lượng muối không được vượt quá 0,5g mỗi ngày. Giai đoạn này vốn chỉ được phép cho trẻ bú mẹ hoặc uống sữa hoàn toàn. Nếu phải ăn dặm thì nên hạn chế ăn muối càng ít càng tốt, thậm chí không cần nêm muối. Lứa tuổi trẻ em được khuyến cáo tỷ lệ nêm muối cho bữa ăn không nên vượt quá 3g mỗi ngày. Người trưởng thành không nên ăn vượt quá 6g muối một ngày. Vào mùa hè, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, bạn có thể ăn muối nhiều hơn một chút so với mùa đông. Các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng khuyên rằng, trong thực phẩm, bản thân nó đã chứa các khoáng chất, bao gồm vị chua, cay, mặn ngọt, đắng tự nhiên. Nếu bạn ăn vả thức ăn không cần nêm muối là một thói quen tốt. Vì sức khỏe con em, thà cãi nhau với mẹ chồng, em nhất quyết không bao giờ nêm muối vào thức ăn khi con em còn quá nhỏ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với một củ gừng tươi. Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin, thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi. Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc. Sự xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là vẻ đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc, nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn, bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, phốt pho, mangan, vitamin A, B12. Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi. Gừng tươi, tỏi. Thành phần: 2 nhánh tỏi, 5g gừng tươi. Cách thực hiện: đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3-4 tháng, sẽ thấy tóc đen trở lại nhanh chóng. Gừng tươi và mật ong. Thành phần: 1 củ gừng tươi, 1 chén mật ong. Cách thực hiện: trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó, dùng rây lọc bã để lấy nước, rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút. Sau đó gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh. Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm: bảo vệ tóc bằng cách đội nón mũ khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương, và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và acid folic. Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và lây nhiễm cho các sợi tóc khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại khôn lường nếu ăn bí đỏ không đúng cách. Trong bí đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ai ăn sai cách, có thể gây hậu quả nặng nề.
Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy, chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể gây tác hại phụ nặng nề lên cơ thể con người. Công dụng tuyệt vời của bí đỏ. Những chất phytoron là những axit béo omega 3, omega 6 có nhiều trong hạt bí đỏ, là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, phát triển não bộ. Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ, có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não. Tác dụng giảm cân. Bí đỏ là một thực phẩm giàu chất xơ, chứa hàm lượng calo và chất béo thấp. Tác dụng của bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân hay những người thừa cân, béo phì. Tăng cường hệ miễn dịch. Bí đỏ rất giàu hàm lượng vitamin C nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại được các vi khuẩn, virus có hại. Tốt cho sự phát triển của thai nhi. Những chất trong hạt và hoa bí đỏ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi và giúp tăng cường những chứng phù nề, tăng huyết áp, các biến chứng khác khi mang thai và phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh. Tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu carotin. Trong cơ thể, loại chất này được chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp. Hơn nữa, nó còn chứa magie, phốt pho, sắt, đồng, mangan, chrome và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển. Làm đẹp da, chống lão hóa. Một trong những lợi ích thiết yếu của bí đỏ đối với phụ nữ bao gồm khả năng bảo vệ làn da, giúp da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da. Hơn nữa, bí đỏ còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các đốm nâu. Thường xuyên dùng bí đỏ sẽ giữ cho làn da của bạn mềm mượt và tươi trẻ. Sai lầm khi ăn bí đỏ. Ăn bí đỏ liên tục. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa một tuần. Nguyên nhân là do trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới gan. Do đó sẽ khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng. Ăn bí đỏ đã già và để lâu. Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài, dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa cho bạn, đó là người bị rối loạn tiêu hóa, hạn chế ăn bí đỏ, vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh. Không bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá, vì nếu để lạnh, bí đỏ sẽ ngả sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn.